Hello Thái Định nha anh Hiếu ơi, anh BR lại cái lon bí đao cho em nghe đi anh. Hai, xin chào tất cả các bạn nào mà đang coi livestream trong buổi tối ngày hôm nay nha. Đây là một trong những cái sản phẩm. Ôi trời ơi, còn mua nữa không em? Còn mua nữa không? Còn ai có nhu cầu mua nữa không mọi người? Tự nhiên đang review lon bí đao cái ợ. Tự nhiên review lon bí đao cái ợ, sống 70 chục tuổi hơn chưa gặp phải cái trường hợp này luôn. Làm cái content bú cua của thầy Lộc đi anh, tao chỉ mày làm content này hay hơn, được có bảo hơn. Mày làm content mày đột nhập vô nhà thầy Lộc phụ hồ, mày trộm cái bài của thầy đi. Trộm kỹ kỹ nha em, coi chừng bị thầy Lộc phụ hồ phát hiện, thầy Lộc phụ hồ lấy cái bài đó chét xi măng lên chám cái lòn lại. Anh Hiếu ơi, anh hát bài gì mà tú ba tù đu tù đù mà. À cái gì ta? Cái bài đó gì hát sao tao quên rồi ta? Gì mà tú đu ba la tù mà ba la ba la sùm mà tú tu tù đu tù đù tú tu. Quên rồi. Mấy bữa Hiếu có nghe bài đó nó nghe hay lắm. Mà tôi quên lời rồi cho nên tôi hát không được nha. Hiếu nào bán quần xì lọt khe đi anh Hiếu ơi. Hai, xin chào tất cả các bạn nào đến với livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất nha. Hiện tại shop em đang có một cái chương trình giảm giá dành cho các anh chị em nào mà mua quần xì lọt khe của bên em nha. Và được chia thành những cái loại quần xì như sau. Chẳng hạn như là shop em có bán quần xì lọt khe của Adventure, tất cả các loại thành viên, chẳng hạn như là Spider-Mu, Stony Tặc, hay là mấy bạn mua các sản phẩm dòng chẳng hạn như là hút thì đều sẽ có một cái giới hạn dành cho tất cả các sản phẩm của bên shop em bán nha. Anh chị em nào mà mua cái sản phẩm quần xì lọt khe mà cái giới hạn của Adventure đó, anh chị em vui lòng để lại cái số địa chỉ kèm theo cái Adventure mà anh chị em yêu thích, bên em sẽ bán cho anh chị em với giá phải chăng nha. Giá phải chăng nha. Tưởng gì, không có cái gì làm khó được em Hiếu á. Ồ, tôi kể mấy ông nghe chưa ta? Hồi xưa em Hiếu đã từng đi bán quần xì đó. Hồi đó tôi đã từng bán quần xì đó nha mấy ông. Hồi lúc đó là có một cái bà đó, là bà bán gần trong chợ của mẹ Hiếu. Để Hiếu kể cho mấy bạn nghe về tuổi thơ cơ cực của em Hiếu. Hồi lúc đó có một cái bà này, bà là bạn của mẹ Hiếu, cho nên là cái lúc đó ở trong chợ bà bán một cái sạp đó là bà bán quần áo. Mà trong cái đợt này bà nhận bà bán về quần xì đó, xong cái hôm đó là bà bị kiểu như bà bị vướng nhiều cái top quá, bà vừa phải bán hàng bên này rồi phải bán thêm cái hàng quần áo nữa, cho nên là bà nói là mẹ tôi coi có bạn hay có ai mà lanh lanh nó vô trong đó coi giùm bà cái sạp bán quần xì 3 tháng thôi sẽ trả lương và chia theo doanh thu. Hôm bữa tôi bán nha, mình mà gặp khách hàng nào mà tỉnh táo thì tôi không nói, gặp khách hàng tỉnh táo chẳng hạn vô người ta mua, ví dụ mấy người con trai mà người ta đi vô người ta mua, ủa em ơi, vợ anh cao như đó đó, ốm nhiêu đó đó, vậy giờ vợ anh bận loại nào sao em biết? Trời đất ơi, ốm là một chuyện, chiều cao là một chuyện, còn cái chuyện mà người ta có phát, người ta có nảy nở hay là người ta có làm sao sao cái vụ đó hay không thì ai mà biết được? Ai mà biết được? Cái ông nói vợ anh tướng cỡ em á. Vậy vợ anh có hai cái trứng cút như em không? Chắc em búng vô lỗ gàng anh quá. Đã nói tới vậy rồi còn ráng mà vô hỏi nữa. Em không có biết. Mấy khách hàng tỉnh táo mình nói vậy là xong đúng không? Nhưng nếu như mà mấy bạn mà gặp mấy cái khách hàng mà kiểu chẳng hạn như khách hàng mà người ta say xỉn nha. Mấy cái khách hàng mà người ta say xỉn chẳng hạn vô em lấy cho anh cái đó đi. À, cái này không biết sao đâu. Thử em bận thử coi anh coi dừa không? Mày điên không? Tao có bận một cái ở trong rồi nha. Và bây giờ hả, tao bận cái ở trong nữa mà lộn, cái ở ngoài so với cái ở trong nữa, nó có kỳ quá không? Có thấy su cà na quá không? Xin cảm ơn. Cái gì cũng tui hết á. Anh Hiếu ơi, té lòi dây áo vú kìa anh. Ngày nào cũng tao hết, tao mệt với mày thiệt luôn á. Ngày nào cũng em Hiếu đồ này nọ hết. Để kéo dây áo vú lên cái. Có cái nồi tao này mày biến giùm tao đi, con đi lon thôi. Hello Tấn Phong nha, hello Trung Lê. Anh Hiếu anh nhảy cha 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 đi anh. Bằng bằng bà đang băng băng cầm cầm mà chen chen chen. Tao đéo hiểu luôn á, không thể hiểu được luôn. Nói mối đi anh ơi, mối. 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 Hello Đặng Thanh Tiến nha, em nhấn like 10 lần luôn rồi đó anh Hiếu. Gì vậy trời, mày like một lần thôi chứ mày like 10 lần nhưng mày chưa like gì đó. Ôi là trời luôn, có phiền thiệt luôn á. Cảm ơn em, chửi mày mà hả, tao bể giọng tao luôn á, chửi bể bóng luôn á em. Hello Thái Định nha, hello anh Hiếu, anh tắt live stream đi, em ngủ dậy rồi anh live stream. Rồi mày ngủ tới mấy giờ, có khi nào mày ngủ trương mày ngủ sình cái lương tâm mày lên luôn không, rồi khi nào tao live stream? Mà mát cái giống hôn vậy, tao livestream lúc mày ngủ tao live không được vậy. Rồi tao xin lỗi, tao xin lỗi đi, xin lỗi lúc mà đang livestream lúc em đang ngủ nha em. Xin lỗi em.
gì cũng tao hết á. Nhìn vô cam chào em đi anh. Hello Nam Lê. Ê da, cảm ơn 500 sao của bạn gì nha, cảm ơn em. Cảm ơn 500 sao của bạn gì nha. Anh Hiếu ơi, thằng bạn của anh xin lỗi em, cái điện thoại anh nó ngắn quá, đọc không được cái comment đó của em. Cảm ơn 500 sao của em nha. Anh không thấy tên của em luôn á, nhưng mà cảm ơn em. Không mấy tội nghiệp anh, nó chịu khó tặng lại lần nữa đi, anh chịu thiệt cũng được. Tặng lại lần nữa cho anh có cơ hội thấy nha em. Hello bé xíu nha, hello em. Anh Hiếu ơi, anh đang làm gì? Tôi đang đọc comment, đang làm bình luận của mày nè con bé xíu ơi. Mày biến giùm tao luôn đi. Cái gì cũng tao hết. Hello bạn Trần Trung nha, hello em. Hello Nguyễn Mạnh Hùng nha, anh Hiếu mình làm cái content để lâm cu rẻ ngôi đi anh. Sao mày không để đi? Mày để đi, mày để hai máy đó xong mày chụp hình lại. Tao gửi lên kênh truyền hình Vĩnh Biệt tao BR giùm cho. Tao sống 70 chục tuổi tao chưa bao giờ tao gặp cái trường hợp mà ai để hai máy cái chỗ đó luôn á. Làm đi em, hãy là người đi tiên phong đi nha. A new fashion. Tắt livestream đi, đi nhậu nè thầy. Xin lỗi em nha, dạo này sức khỏe của thầy không có khỏe được nha, nên thầy đi đứng khó khăn lắm, xỉu lên xỉu xuống, té lên té xuống. Không mà có đi nhậu tay vịn á thì thầy đi. Hello bạn Picato đẹp trai nha. Anh Hiếu ơi, anh chửi anh Bảo giùm em đi anh. Livestream này á, không đốt nhà thì đi cướp của người nghèo chia cho người giàu, cướp ở bệnh viện, cướp nhà xác, làm content đẩy bà già cưỡng dâm con heo. Nó toàn nó biến nó thành cái thể loại trộm cắp gì trên kênh livestream này không à. Cảm ơn cái content của em nha, cảm ơn. Hello Khánh Trần nha, chào em đi thằng lồn. Rồi à, xin lỗi Nhật Long nha, xin lỗi Nhật Long nha. Tao sống 70 chục tuổi, tao chưa bao giờ tao gặp phải cái trường hợp nào mà vô nó chào gắt vậy luôn. Từ đó giờ tôi gặp được những cái trường hợp chẳng hạn như là anh ơi chào anh đi anh, không chào bay ạ. Sao không chào tao? Chào tao thì ngu, chào tao làm chi? Rồi giờ mới gặp phải trường hợp là chào tao đi thằng lồn, mới gặp luôn, lần đầu tiên mới thấy trong cuộc đời luôn á. Hello Hữu Nghĩa nha.